Cứ sau 1.000 năm, các vị thần trị vì khắp chốn đều tập hợp tại Valhalla để đưa ra quyết định cho sự tồn vong của nhân loại. Ở cuộc họp thượng đỉnh lần này, chư thần đã quyết định ban án tử cho loài người. Tuy nhiên, một Valkyrie tên Brunhilde đã đề xuất sử dụng điều luật Ragnarok để cho nhân loại thêm một cơ hội nữa. Cụ thể sẽ có 13 cuộc chiến giữa các vị thần và những con người được tuyển chọn. Sau 5 trận đấu đầu tiên, phía thần linh đang dẫn trước với tỷ số 3-2. Cuộc chiến của họ đã diễn ra như thế nào? Thì bạn có thể tìm xem video recap trước của The Reviewer. Sang trận chiến thứ 6, đại diện của phe thần là người đã rũ bỏ vinh hoa phú quý, những thú vui tầm thường để đi vào con đường giác ngộ, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, Đức Phật Thích Ca. Trong khi phe thần đang nghĩ đến một trận thắng nữa, thì Đức Phật lại có màn cua cực gắt, khiến tất cả đều ngơ ngác. Người tuyên bố mình sẽ đại diện cho nhân loại, kẻ nào chống đối hay có ý kiến ý cò gì, chảm không tha. Kịch bản này đã được biên hết rồi, Brunhilde đã sắp xếp từ trước, khi cô đến gặp Đức Phật để tìm hiểu về nhất liên thác sinh. Dù cuộc chiến Ragnarok còn chưa được ấn định với lòng từ bi thương yêu loài người và cũng do đó không ưa đám thần lắm, nên Đức Phật không thể chối từ offer này. Pha lật mặt này khiến các vị thần lên cơn cuồng nộ, nhưng cũng chẳng làm gì được. Zeus cũng đành nuốt cục tức cho qua và đưa ra một đấu sĩ khác. Mây đen kéo đến bao phủ bầu trời, nhưng vạt sáng chiếu xuống, con thuyền chở phước lành Takarabune xuất hiện và ngự trên đó chính là Thất Phúc Thần. Nhưng khi 7 vị thần này hợp thể thì họ lại trở thành vị thần báo hiệu đại họa của nhân thế. Thần danh của ngài là Zero Fuku. Vốn dĩ ngài là một vị thần ban phước, nhưng những bất hạnh đã khiến cho vị thần thay đổi. Ở châu Á cổ đại, khi người và thần còn chung sống với nhau, có một vị thần trẻ tuổi tên Zero Fuku. Ngài luôn quan niệm mỗi ngày là một phước lành cho chúng sinh. Tấm lòng của ngài bao trùm lên vạn vật. Trong một lần hạ phàm, Zero Fuku đã chứng kiến sự kinh hoàng trước 8 nỗi khổ và bất hạnh mà con người đang phải gánh. Với tấm lòng nhân hậu của mình, Zero Fuku đau đáu nỗi lòng cứu thoát chúng sinh. Và rồi một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu vị thần trẻ. Ngài quyết định sẽ loại bỏ gốc rễ của nỗi bất hạnh bằng cách hấp thụ toàn bộ chúng. 7 năm sau đó, cơ thể Zero Fuku dần trở nên khác lạ. Khắp người của ngài là màu của bất hạnh và đớn đau, nhưng ngài vẫn rất vui vì đã cứu được chúng sinh khỏi bể khổ. Tuy nhiên, thực tế đã khiến Zero Fuku thất vọng. Con người khi thoát khỏi 8 điều bất hạnh thì họ lại rơi vào các đại tội xấu xí và vô ơn, chứng kiến sự trụy lạc của nhân loại. Trong đầu vị thần không ngừng tự vấn, tại sao loài người chưa trở nên hạnh phúc? Và rồi ngài thấy một đoàn cả người cả thú, dẫn đầu bởi một cậu thanh niên trẻ tuổi. Những chúng sinh đó bề ngoài nhìn tiều tụy nhưng lại toát lên hào quang của hạnh phúc, thứ mà Zero Fuku muốn chúng sinh có được. Chàng trai đó là Tất Đạt Đa aka Đức Phật, đã giải thích rằng việc Zero Fuku làm là sai trái. Chỉ khi con người tự chút bỏ được gánh nặng thì khi đó hạnh phúc mới thực sự đến. Những người ở ngôi làng đó đã được thanh tẩy thực sự mà quyết định rũ bỏ tất cả để đến bến bờ giác ngộ. Nhưng Zero Fuku không chấp nhận, ngài ghen tị với gã phàm nhân kia và coi đó như một sự sỉ nhục. Trong cơn đớn đau đó, tình yêu của Zero Fuku bỗng hóa thành thù hận, biến ngài thành tai ương chết chóc, một dấu hiệu của thảm họa đáng sợ. Nhưng vì không nỡ làm hại chúng sinh, Zero Fuku quyết định tự chia bản thân thành 7 phần, từ đó tạo ra Thất Phúc Thần. Còn về phần Đức Phật thì sao? Để có thể giác ngộ mà dẫn dắt chúng sinh như vậy, Tất Đạt Đa đã phải trải qua những gì? Người vốn là hoàng tử của tiểu quốc Shakya ở Bắc Ấn Độ cổ đại. Ngay từ khi sinh ra, người đã được thần linh ấn định là vua của thế giới, có được mọi thứ mà bất cứ ai đều khao khát. Số phận đã sắp đặt và con người chỉ cần cứ thế nghe theo. Nhưng rồi sau khi trò chuyện với vua Jakarta, nghe những câu tự vấn của chàng về hạnh phúc, về sinh lão bệnh tử, về vạn vật xung quanh, về bộ sưu tập mùa đông mới nhất của 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam cao cấp hàng đầu trên gian Shopee Mall, dự đoán rằng sang mùa đông thì sẽ lạnh, 360 Boutique liền giới thiệu dòng sản phẩm giữ nhiệt gồm áo khoác unisex vải dù có mũ, form rộng, chống gió, nước, nắng, bụi tiện lợi, cùng bạn đi nắng lẫn lội mưa, áo thun tay dài unisex cổ tròn, áo phông thu đông form rộng để giữ ấm, literally thời trang phang thời tiết. Tất cả các sản phẩm đều có big size để các bạn thoải mái lựa chọn. Trong dịp sale ngày 25 này, giá lại còn giảm thêm và có cả flash sale. Chi tiết sản phẩm ở dưới phần mô tả và bình luận, mua đây. Và sau khi người ra đi, Tất Đạt Đa đã giác ngộ, người bây giờ đã hiểu ra mọi thứ. Trong tang lễ của vua Jakarta, Tất Đạt Đa xuất hiện, đưa quan tài của vị quân vương đi, rồi đặt lên dòng sông Hằng Linh Thiêng để người anh em có thể tận mắt chứng kiến mọi thứ và tìm ra hạnh phúc thật sự. Sau đó, Tất Đạt Đa rời bỏ những thứ phù phiếm được ban để ra đi sống kiếp người tu hành đơn độc. Đến bất cứ đâu, người cũng gạt bỏ những luật lệ hủ tục hà khắc đã trói buộc con người. Đức Phật luôn quan niệm không có kẻ nào được phép áp đặt định mệnh lên kẻ khác, kể cả đó có là thánh thần. Trở lại với cuộc chiến, khi cả hai bên đấu sĩ đã sẵn sàng, Heimdall tuyên bố cuộc chiến thứ 6 chính thức bắt đầu. Zero Fuku với cây rìu sống trong tay đang ba hoa chích chòe thì ăn ngay một đạp chào đòn. Cú mở bát bất ngờ khiến cho vị thần choáng choáng loạn choạng. Để trả đũa đối thủ, Zero Fuku liên tục vung rìu tấn công, mỗi tội độ chính xác dừng kịch ở con số 0. Nhưng không phải lo,
Vì con hàng nóng của Zero Fuku có khả năng hấp thụ bất hạnh, mỗi lần chém trượt là một lần bất hạnh. Nhờ thế mà sức mạnh của nó sẽ tăng lên không ngừng. Tên của món bảo bối này là Phủ Hào. Nhưng dẫu có mạnh thế nào mà chém toàn lệch thế này thì cũng vứt. Khác với skill của Kojiro là dựa vào kinh nghiệm, Đức Phật biết được vị trí Zero Fuku đánh vào, từ đó chủ động di chuyển trước. Một skill chỉ có đấng giác ngộ mới thức tỉnh được. Thế trận nghiêng hẳn về phía Đức Phật, nhưng mà Zero Fuku càng bất hạnh, Phủ Hào càng phát triển. Nó biến thành một món vũ khí khổng lồ, để rồi khi ập xuống địch thủ không thể chạy thoát. Đức Phật biết điều ấy. Thay vì tìm cách thoát thân, người sẽ đối đầu. Người sẽ đối đầu bằng cách kích hoạt thần khí Lục Đạo Côn, biến thành Bất Sát Thuẫn. Điểm đặc biệt của thần khí này là nó có thể thay đổi trạng thái tùy theo cảm xúc của Đức Phật. Đòn tấn công quy mô lớn bị vô hiệu hóa. Zero Fuku chuyển đổi Phủ Hào thành một cây đại đao với nhiều lưỡi kiếm. Lập tức thần khí của Đức Phật hồi đáp, trở thành một cây Chánh Giác Thiết Niên Bổng lao thẳng đến. Vừa tránh đòn vừa tung một đập ngang bụng vị thần. Trong khi Đức Phật thi đấu thảnh thơi thì Zero Fuku nhìn cứ như táo bón. Để nắm lại thế trận, thần liên tục biến tấu thần khí của mình nhưng không hiệu quả. Vì Đức Phật làm đa dạng cách chiến đấu qua các dạng vũ khí khác nhau, từ cây kích có thể linh hoạt đánh tầm xa đến cây đoản kiếm chém tầm gần. Nhưng đánh nhau không phải là thứ mạnh nhất của đấng sáng lập Phật giáo, người muốn phổ độ giúp vị thần đau đớn kia thoát khỏi nỗi bi ai bản thân. Khi chứng kiến hào quang của Đức Phật, Zero Fuku cuối cùng cũng ngộ ra bản thân mong muốn được yêu quý biết bao. Nỗi bất hạnh đã tiêu biến, Phủ Hào mất đi hiệu nghiệm của nó. Và để giải phóng hoàn toàn cho Zero Fuku, Đức Phật quyết định đấu tay không với ngài. Khán đài liên tục hò reo cổ vũ cho đại diện phe mình. Giờ đây hai đấu sĩ đã vứt bỏ tấm bào người thần, họ cứ thế chiến đấu. Sau vài lần đi đường quyền qua lại, Đức Phật kết thúc cuộc đối đầu bằng một đòn thẳng vào giao diện đối thủ. Tuy thua nhưng Zero Fuku vẫn rất vui. Đã rất lâu rồi ngài chưa được hạnh phúc đến thế. Trước Đức Phật, vị thần hứa sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn và trở lại ban phước lành cho chúng sinh. Cứ ngỡ chiến thắng và sự cảm hóa đã đến thì nhạc boss nổi lên. Zero Fuku bắt đầu biến hình thành một sinh vật kỳ dị, khiến cho Đức Phật bất giác lùi lại. Mọi người đều chết lặng, tự hỏi con quái vật kia là giống gì. Lúc này vua âm ti Hades mới lên tiếng giải thích. Có một truyền thuyết lưu truyền rằng một đại ma vương đã từng phá hủy một nửa Helheim. Đúng hơn là nửa kia đã may mắn thoát nạn khi hắn đột ngột biến mất. Tên của con quái vật đó là Đệ Lục Thiên Ma Vương Ba Tuần. Điều mà Hades thắc mắc là Ba Tuần vốn là thứ tà ma, cớ sao lại được sinh ra từ một vị thần như vậy? Trong thần giới chỉ có một kẻ làm được chuyện này. Hắn đã thu rồi nuôi tế bào của Ba Tuần, sau đó cấy nó vào cơ thể của Zero Fuku. Kẻ đó là Beelzebub. Không rõ mục đích của chúa quỷ là gì, nhưng sự xuất hiện của ma vương báo hiệu một phen lao đao cho Đức Phật. Mở bát cho hiệp 2, Ba Tuần cho xuất một lưỡi đao ở tay, rồi lao đến tấn công trực diện. Tốc độ của hắn rất kinh hoàng, nhưng đúng ra với nhãn lực của mình, Đức Phật phải né một cách dễ dàng chứ. Điều này chỉ đúng với những sinh vật có linh hồn, còn với một ác ma bóng tối bủa vây như Ba Tuần, ngón này coi như vô hiệu. Sau màn khởi động, Ba Tuần bắt đầu vào món chính. Lần này là một cú đấm với lưỡi kiếm xoay vòng. Lập tức Đức Phật phòng ngự bằng Bất Sát Thuẫn. Sau cú va chạm đó, lưỡi kiếm của Ba Tuần thấm máu. Hắn đã đục thủng tấm thuẫn và xin một bên mắt của Đức Phật. Tận dụng lợi thế đó, Ba Tuần spam đòn vào điểm mù của Đức Phật, buộc người phải căng sức chống đỡ. Đức Phật đã cố gọi Zero Fuku thức giấc, nhưng chỉ nhận lại tiếng cười khinh của Ba Tuần. Hắn coi phước thần chỉ như mảnh đất màu mỡ, nuôi dưỡng bản thân mà thôi. Lúc này Đức Phật đã thực sự phẫn nộ, thề rằng sẽ phải tiêu diệt bằng được con quái vật này. Chính cảm xúc ấy đã làm Lục Đạo Côn biến đổi thành hình dạng mà chính chủ nhân của nó cũng chưa từng nhìn thấy: Ngạ Quỷ Đạo, Thiên Thủ Quan Âm, Hoang Thần Chiến Liêm. Với trạng thái mới này của thần khí, uy lực của đòn đánh của Đức Phật gia tăng mạnh mẽ, nhưng vẫn bị ma vương chặn lại. Con người dính một xiên ngay bụng, tuy thương tích thấm khắp cơ thể, nhưng Đức Phật vẫn tin sẽ đảo ngược tình thế. Ba Tuần bắt đầu lung lay khi chứng kiến sự ngoan cường của đối thủ, lấy lại trấn tĩnh. Ba Tuần tiếp tục lao đến gia tăng áp lực, dồn ép đối thủ đến ngộp thở. Đức Phật đành chấp nhận phòng ngự kỹ để chờ cơ hội phản công. Ba Tuần rén dần đều, hắn không ngờ kẻ địch lại khó nhằn như vậy, nên quyết định chơi tất tay theo đúng nghĩa đen để kết thúc sớm cuộc chiến. Màn đụng độ sau đó của hai đấu sĩ đã tạo bước ngoặt của trận đấu. Phần thiệt lại nghiêng về Đức Phật vì Lục Đạo Côn đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng không sao cả, người đã nhận được món quà của Zero Fuku, Phủ Hào, đi kèm với một tuyệt kỹ mà các đấu sĩ nhân loại vẫn dùng: Nhất Liên Thác Sinh, thần khí luyện thành Đại Viên Tịch Đao Linh, sở hữu sức mạnh của cõi Niết Bàn tối cao. Nhân loại bắt đầu tự tin hơn về chiến thắng của Đức Phật, nhưng với những người có kinh nghiệm, họ vẫn cảm thấy mờ mịt lắm. Cơ thể tổn hại, thể lực tụt dốc, có thần khí hộ thể cũng chưa chắc giúp được nhiều, nhưng mà địch đã tự bóp. Ba Tuần sau khi chứng kiến Đức Phật ghìm được thế trận xuống, càng thêm phần lung lay tinh thần. Đó là cơ hội cho Phật nhãn trở lại. Sự sợ hãi đã khiến linh hồn của hắn lộ ra, từ đó Ba Tuần không thể đánh trúng đòn nào nữa. Không thể để tình hình tiếp diễn, ma vương dồn sức chém một đòn quyết định, nhưng chỉ trúng hư ảnh của Đức Phật.
người đã nắm lấy cơ hội xuất hiện ở điểm mù của đối thủ mà dồn hết sức mạnh cho đòn kết liễu. Một đòn đánh kết hợp của hai thanh niên có tuổi dậy thì nổi loạn nhất, Thiên Nhãn Diệu Giác Đại Niết Bản Trảm. Cú đòn xẻ tên ma vương ra làm đôi trước sự cay cú của các vị thần và sự mừng reo của phe nhân loại. Ba tuần biến mất và Zero Fuku cũng sẽ đi theo. Tuy nhiên ngài đã không còn đau đớn nữa. Vị thần sẽ được sống hạnh phúc trong tâm trí của những người từng được ngài ban phước. Đức Phật đã mang đến chiến thắng thứ 3 cho nhân loại trong Ragnarok. Sau thất bại này, thần Zeus đã thực sự nổi khùng vì không thể tin được các vị thần lại ở thế ngang bằng với đám phàm nhân thấp kém. Và rồi đấu sĩ tiếp theo của thần được ấn định, Hades, vị vua của chốn âm ti sẽ ra trận, vừa để trả thù cho Poseidon, vừa để cho đám nhân loại biết mùi. Một vị vua cần đối đầu với một vị vua khác, chậm đến đâu tự khắc thành đường, hảo sư cù lăng lùng trèo. Thủy Hoàng Đế, Doanh Chính sẽ là đại diện cho nhân loại ở trận thứ 7. Diễn biến màn thư hùng đỉnh cao này sẽ ra sao? Cứ đợi phim ra là chúng tôi sẽ có ngay recap. Và tôi quản quại. Xin chào và hẹn gặp lại.